So sánh với năm 2022, nguồn tuyển khối C00 trong kỳ tuyển sinh năm nay từ khoảng 18 đến 28 điểm giảm rõ rệt. Sau khi tính điểm ưu tiên của thí sinh, nguồn tuyển khối C00 năm nay nhìn chung giảm so với năm ngoái. Từ mức 15 điểm, nguồn tuyển có dấu hiệu giảm, sự sụt giảm rõ rệt nhất là ở khoảng điểm từ 17 đến 23 điểm. Khoảng 3-8%, từ 24 điểm trở đi, chênh giữa nguồn tuyển năm nay so với năm ngoái được thu hẹp lại, cho đến 28 điểm thì nguồn tuyển khối C00 của hai năm bắt đầu có sự tương đồng. Trong khi đó, khối B năm nay có nguồn tuyển tăng mạnh so với năm ngoái, đặc biệt là ở khoảng điểm thấp, từ 15 đến 23,5 điểm, tăng nhiều nhất là khoảng điểm từ 17 đến 22,5 điểm, từ 10 đến gần 20%, đến khoảng điểm 25, nguồn tuyển khối B năm nay có sự suy giảm nhưng không đáng kể. Khoảng 1-2%.